Mời các bác xem cái cây xanh này, cây xanh gọi là cây xanh bản đồ Việt Nam này của bác khắc này. Đấy. Xem toàn cảnh nhá. Chia tay với tác phẩm bản đồ Việt Nam thì chúng ta chuyển sang cái cây này, sao mà đẹp thế. Đây là cây xanh long hóa của Nhật này. Chúng ta đang đi từ dưới gốc rồi, bệ chậu đi lên trên nhé. Chúng ta sẽ chuyển đến một cái tác phẩm khác rồi. Đẹp nhỉ, cái xanh giá nàng.